Đàm của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình thông tin âm nhạc và giới thiệu những ca khúc lần đầu tiên trên sóng FM 99,9 MHz. Chương trình này được thực hiện bởi tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà với ca khúc Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến, một trong những ca khúc được các bạn yêu cầu nhiều nhất trong tuần lễ vừa qua. À vâng, chương trình của chúng ta vừa được bắt đầu với những sắc màu thật là sinh động phải không thưa các bạn? Và cũng có một màu sắc thật là đặc biệt mà chúng tôi muốn mang đến cho các bạn trong chương trình hôm nay. Thưa các bạn, đó là một ca khúc mới do một trong những thính giả của chương trình Studio và bạn sáng tác và trình bày mà chúng tôi sẽ gửi tặng cho các bạn qua tiết mục ca khúc dành cho bạn kỳ này. Đó là ca khúc Xa Cách của thính giả Công Lân, một trong những thính giả thường xuyên của chương trình chúng ta. Nếu các bạn thích, các bạn có thể chuẩn bị ghi lại lời bài hát này. Và đây là một trong những bài hát do chính các bạn sáng tác và gửi về cho chúng tôi. Vừa qua thì Studio và bạn đã nhận được khá nhiều ca khúc của các bạn. Tuy nhiên cũng có nhiều ca khúc chưa đạt yêu cầu về phần âm nhạc, cho nên chúng tôi chưa thể dàn dựng được. Chúng tôi đang rất cố gắng chọn lựa và sửa chữa để trong những chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ có thêm một số ca khúc mới của chính các bạn. Vâng, hy vọng là Studio và bạn trong tương lai sẽ có được một bộ sưu tập với lại những bài hát thật hay của chính các bạn đấy. Bây giờ là mùa thu, mây xám bay qua chiều phai nắng, sương khói buông trên đồi thông vắng, những cánh chim bay về muôn nơi. Và mưa cho hàng cây xa xưa, cho lá vàng rụng rơi, theo gió ngập lối đi, còn bước chân anh lẻ loi. Từ đây mai cách xa, đường về nay vắng tênh, tình mình như bóng đêm quạnh hiu. Và nay không còn những giây phút sống bên nhau hôm nào, em hỡi xa cách làm nhớ em hơn. Bên nhau anh đã hôn em nụ hôn thắm, ta đã trao nhau tình say đắm, ôi phút giây quên niềm đắng cay. Và nay trên đường xưa vắng em, mưa vô tình nhẹ rơi, bước chân về phố khuya lạnh giá tim anh từ đây. Từ đây mai cách xa, đường về nay vắng tênh, tình mình như bóng đêm quạnh hiu. Và nay không còn những giây phút sống bên nhau hôm nào, em ơi xa cách làm nhớ em hơn. Trên đường xưa vắng em, mưa vô tình nhẹ rơi, bước chân về phố khuya lạnh giá tim anh từ đây, lạnh giá tim anh từ đây. Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Xa Cách của thính giả Công Lân và do chính anh trình bày. Phải nói là Công Lân có một giọng hát thật là ngọt ngào, phải không thưa các bạn? Và chúng tôi đoán chắc rằng trong các thính giả đang nghe chương trình của chúng ta còn rất nhiều người hát hay như thế nữa. Hy vọng sẽ có một dịp nghe thêm các thính giả khác trổ tài đấy. Các bạn nhớ liên lạc với studio của chúng tôi các bạn nhé. Còn bây giờ chúng tôi mở lại bài hát vừa rồi để các bạn theo dõi và chép lại lời của bài hát. Bây giờ là mùa thu, mây xám bay qua chiều phai nắng, sương khói buông trên đồi thông vắng, những cánh chim bay về muôn nơi. Và mưa cho hàng cây xa xưa, cho lá vàng rụng rơi,
theo gió ngập lối đi, còn bước chân anh lẻ loi. Từ đây mai cách xa, đường về nay vắng tênh, tình mình như bóng đêm quạnh hiu. Và nay không còn những giây phút sống bên nhau hôm nào. Em hỡi, xa cách làm nhớ em hơn. Nhớ những ngày bên nhau, anh đã hôn em nụ hôn thắm, ta đã trao nhau tình say đắm. Ôi phút giây quên niềm đắng cay. Và nay trên đường xưa vắng em, mưa vô tình nhẹ rơi, bước chân về phố khuya, lạnh giá tim anh từ đây. Từ đây mai cách xa, đường về nay vắng tênh, tình mình như bóng đêm quạnh hiu. Và nay không còn những giây phút sống bên nhau hôm nào. Em ơi, xa cách làm nhớ em hơn. Và nay trên đường xưa vắng em, mưa vô tình nhẹ rơi, bước chân về phố khuya, lạnh giá tim anh từ đây, lạnh giá tim anh từ đây. À, thưa các bạn, vừa qua Studio và bạn đã nhận được khá nhiều thư của các bạn gửi về cho chúng tôi. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin dành thời gian để hồi âm thư cho các bạn. Chúng tôi xin được ưu tiên hồi âm cho các bạn có thư về sớm nhất. Đầu tiên, đó là bức thư khẩn của bạn Thùy Trâm.